Hôm nay ở nhà làm món bún chả các bạn nhé. Bún chả trong giai đoạn cách ly giãn cách xã hội ở nhà. Cho nên là giờ rất đơn giản thôi. Toàn đồ để lâu thôi, không có đồ tươi mới. Đây là bún chả, cái đầu tiên là thứ nhất là bún này. Đấy gọi là bún nhưng mà cái này là nó là chính là sợi mì các bạn ạ. Đấy. Đây này nó là mì gạo này. Nó mì gạo mua ở quê nhá. Rất là rẻ thôi, cái này khoảng 20.000 cân. Đấy, mì gạo. Đấy, xong mì gạo này luộc lên. Đấy. Sau khi luộc lên thì nó thành cái sợi như sợi bún thế này. Cũng rất là mềm. Rất là mềm ngon luôn. Đây này các bạn nhé. Đấy. Sợi này, ngon lắm, mềm ngon lắm. Đấy, nó dính chả khác cái bún. Như cái này là gọi là mình hay gọi là mì. Mì gạo nấu canh ăn rất là ngon. Nhất đâu là nấu rau ngót ăn ngon. Cái này mình đã tiến hành pha nước chấm rồi nhá. Đấy, gồm có ớt, mì tỏi. Đấy, nước chấm rất là màu, rất là đẹp, ngon, chua, thơm, ngon rồi. Thế gần đây là thịt xay. Thịt sau khi giã đông ở tủ lạnh ra thì xay nhuyễn này để làm chả băm. Đấy, thì nữa nấm để nướng. Thế còn đây là thịt miếng. Đấy, sau này là thì nữa nướng để làm chả miếng. Gọi là nướng thôi, cho nó oai thôi, thì nữa cho vào lò nướng. Cho vào cái bếp nướng chứ không phải nướng xiên gì nhá. Đấy, còn đây là rau sống. Rau sống thì chả có rau gì đâu, nên có ít rau muống để tủ lạnh thì bây giờ bỏ ra thì cắt, tức là tước nó ra thôi, thế thôi chứ không có rau sống. Đấy, có các loại gia vị kèm theo. Đấy, bây giờ tiến hành để làm nướng chả nhá, nướng chả để tí nữa để ăn bún chả, món bún chả đơn giản rẻ tiền trong giai đoạn giãn cách. Tự làm cho nên là nó cũng đơn giản thôi các bạn ạ, không cầu kỳ đâu. Quan trọng là cái nước này nó ngon, nước pha này ngon. Nước Nga, nước pha này gồm có mắm, mì chính, đường, tỏi, chanh, ớt. Khoái mỗi cái món mì mì này nhìn chả khác gì bún, ngon tuyệt vời luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành đi nướng chả nhá. Đấy, bây giờ tiến hành là cho thịt vào cái nồi chiên không dầu này để chiên làm chả miếng các bạn nhá. Cho vào nồi nướng không dầu nhá. Đấy, cắm điện. Chúng ta bật để ở chế độ 160 cho 30 phút đây. Cho 25 phút nhá. Là thịt sẽ chín. Nồi chiên, nồi nướng không dầu. Đấy, trong lúc đang nướng chả miếng nhé, thì sẽ tiến hành nặn chả băm các bạn. Nặn chả băm băm để nướng, nướng chả băm. Đấy, từng miếng một, từng miếng một. Rồi. Đấy, thế là tí nữa món bún chả vẫn đầy đủ nhá. Trong lúc ở nhà không đi chợ nhưng mà món bún chả vẫn đầy đủ là chả miếng, chả băm và rau sống, nước chấm ngon tuyệt vời luôn.
Đấy, thì nướng bắt đầu chín rồi các bạn nhá. Đấy, bắt đầu kéo ra này. Đấy, úi giời ngon chưa. Đấy, gắp ra đĩa nhá. Để tắt một bếp không. Đấy, đây, chả nướng nhé các bạn nhé. Sao nó không vặn tắt được? Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đĩa chả miếng nhá. Quá ngon luôn. Tôi cho chả băm vào đi. Đấy, bây giờ bắt đầu tiến hành cho chả băm vào. Cẩn thận phải nóng đấy. Chúng ta lại tiến hành cho chả băm vào nướng tiếp nhé các bạn nhé. Đấy. Bắt đầu bật bếp. Đấy. Bắt đầu bật bếp. Thấy chưa? Các bạn thấy đĩa chả băm này ngon chưa? À đây, chả miếng nhé. Chả băm đang nướng. Đây, chả miếng cho ra. Đấy, tương đối là ngon rồi. Đấy, bắt đầu. Wow, chín rồi các bạn nhá. Đấy, đây là chả miếng nhá. Đấy, bỏ ra. Đây, chả miếng này. À, để gắp ra nhá, gắp vào đĩa. Miếng rất là ngon luôn. Chả miếng tự làm to như là quả trứng gà. Ngon tuyệt vời luôn. Rồi. Úi xùi. Thế là được bữa bún chả nhá cả nhà nhá. Đây, bữa bún chả tự làm đây. Đấy, cho mọi người thấy nhá. Bún chả này gồm chả băm, chả miếng, bún, nước chấm. Quá ngon luôn cả nhà. Đấy, bây giờ bắt đầu tiến hành chia ra bát nhá. Chia ra bát. Đấy, bắt đầu chia miếng nè, cho 4 bát, từ ngang không ăn hành thì cho vào luôn vào kia, cho luôn vào bát to này nè. Đấy, lấy nước chả miếng, bây tiếp tục đến lượt chả băm. Úi xui, quá nhiều luôn. Đấy này nhá. Đấy, bắt đầu cho nước vào. Cho nước vào luôn đi. Ngon hơn ở quán nhá. Ngon hơn ở quán nhiều các bạn ạ. Úi, tuyệt vời.
Đấy nhá. Đấy. Bát chả miếng này. Đấy, bún chả nhà làm nhé. Ngon chưa? Ớt. Rồi, mời cả nhà ăn bún chả nhá. Đây này. Đây là bún này. Bún nhưng mà nó chính là mì. Mì gạo đấy các bạn ạ. Úi xùi, ngon chưa? Ngon chưa? Úi chù. Đổ tất vào đấy cho nó. Đầy quá. Đầy quá luôn. Ngon quá là ngon luôn. Cái bát kia bé quá các bạn ạ. Phải chuyển sang bát tô cho nó to. To đại luôn. Đấy, giới thiệu món bún chả. Siêu ngon. Ăn thử nhá. Tuyệt vời. Đây chả miếng các bạn nhá. Đây chả băm nhá. Ngon lắm luôn. Mời cả nhà. Miếng mềm mà. Ngon quá. Chả miếng đến này ngon. Thử miếng chè em, thử miếng chả băm nhá. Chín à, ngon. Ngon lắm, chả băm miếng ngon.